Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo sĩ Tử Thông à, Quý vị thân mến Hôm nay Tử Thông cũng nhận được một cái câu hỏi mà cũng khá là hóc búa Của một quý vị khán giả Và cũng hỏi về cái vấn đề là sông nhà vào ngày mùng 1 Tết à, Tiêu đề của bức thư là Sáng mùng 1 Tết mà Ông ăn mày, ông ăn xin Đến sông nhà đầu tiên thì có sao không? À, nội dung bức thư như sau Ở à quê tôi sáng ngày mùng 1 Tết và đặc biệt là ngày mùng 1, mùng 2 Tết năm ngoái thì nhiều túp ăn xin khoảng 50 tuổi đi thẳng vào nhà cầm theo túi, sách để xin tiền. Những ngày hôm trước thì tôi chỉ gặp những người ăn xin này ở các quán nhậu, quán cà phê hay là đi ngoài đường. Nhưng hai ngày Tết thì họ lại đi thẳng vào nhà để xin tiền. Dù không thoải mái, nhưng mà ngày đầu năm mới cũng không nỡ từ chối cái lời thỉnh cầu của họ nên miễn cưỡng mừng tuổi họ 5.000, 10.000, 20.000. Tôi không tiếc tiền, nhưng mà cảm thấy bị phiền và không thoải mái. Ngay sau đó, họ lại kéo thêm vài người nữa đến nhà để xin tiền. À, tôi định có ý kiến với họ, nên chọn cái thời điểm thích hợp mà xin, nhưng nghĩ ngày Tết, vài chục nghìn nó cũng không đáng là bao. Nên tôi nói vợ ra gửi với ít tiền, sợ năm mới, nói những điều không phải sẽ gặp xui xẻo. À, những người ăn xin này rất khôn, đúng ngày mùng 1 Tết lần lượt đến từng nhà. thấy gia đình nào mở cửa thì bước vào sân và chìa cái nón ra hoặc chìa túi ra xin. Khi chưa thấy gia chủ ra tiếp thì họ cứ đứng đó không chịu rời đi. À vợ tôi còn nói đùa, người ăn xin rất khôn, chọn đúng dịp năm mới để xin lì xì. Bởi thời điểm này thì nhà nào cũng có khách, thấy người ăn xin vào thì họ buộc phải cho, không dám từ chối. Thậm chí À, có hộ còn bị người ăn xin tới ba lần khi gia chủ ra nhắc nhở khéo à, là cho tiền lần trước rồi thì họ mới nhớ ra và nói đã đi nhầm rồi lặng lẽ rời đi à, sáng mùng 1 Tết nhiều gia đình phải đóng cửa không phải vì sợ người ăn xin vào nhà bởi gia đình còn chưa có ai đến sông đất nếu người ăn xin vô tình sông đất thì uh, thực sự mọi dự định nó không được như ý muốn à mùng 1 Tết năm ngoái có tới 4 5 người ăn xin vào thẳng nhà tôi xin tiền. Bạn bè đến chơi ai cũng ngạc nhiên. Năm mới người ăn xin đi thẳng vào nhà xin tiền ngày Tết. À, nếu mà một hai người vào thì không sao, nhưng mà trên thực tế có rất nhiều người ăn xin vào nhà làm phiền. À, quá thực, có tổ chức có quy củ. Vậy thì theo đội sĩ trường hợp này phải xử lý thế nào? À, thưa quý vị, vậy thì theo quý vị cái trường hợp này phải xử lý thế nào? thực ra nó một, cũng là một cái tình huống khá hài hước mà cũng khá là đau đầu đấy, đúng không ạ? Tại vì là nói chung ấy uh, thì cái người ăn xin ấy, thì họ cũng là những người khó khăn, thật sự là khó khăn. Đây là một số số đông nhé, phần đông nhé, phần đông là khó khăn. Còn một số cái những người lợi dụng thì chúng ta không nói, đúng không ạ? Còn những người khó khăn thật sự thì người ta sẽ đi ăn xin, ăn xin vậy. Vì vậy mà chúng ta cứ cho họ tiền thì cũng là đó là một cái tích phúc tích đức đó tích đức nhưng mà quý vị nhớ nhá cho tiền với cái tâm thế thật vui vẻ thật tươi cười và chúc những họ những lời tốt đẹp chứ không phải cứ hàm hàm mặt ra cho <laughs> cầm lấy đi rồi đi đi thì nó lại mang cái ý nghĩa khác đúng không ạ đấy là phải vui vẻ đấy thì chúng ta làm những cái việc thiện thì tự nhiên chúng ta cũng sẽ gặp những cái quả thiện lành đấy và sau đây tử thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn là ông ăn xin đến sông nhà tốt hay không à, thì như quý vị đã biết ý, những video trước của tử thông ấy thì tử thông cũng có chia sẻ về cái chọn tuổi trong nhà đúng không ạ thì nói chung ấy không lẽ là chúng ta lại đến hỏi ông xin là ông sinh năm bao nhiêu đúng không ạ hỏi ông xin là sinh năm bao nhiêu để chúng ta gì xem có hợp tuổi không mà lì xì nhiều hơn đúng không ạ à, và cũng hỏi ông để biết là gì nếu mà phải tuổi xui thì chúng ta không cho xuống nhà hay đuổi đi đấy thì đó cũng là cái điều không hay đó và không đúng với cái thuần phong mỹ tục của việt nam đó nhưng mà chúng ta nên biết một điều đấy trong cái dịp năm mới ngày đầu năm mới thì một trong những điều chúng ta nên làm là gì? Là việc thiện. Vậy nên chúng ta cho đi với cái tâm thế thoải mái thì đó cũng là một cái việc thiện chúng ta làm đầu năm. Đấy, một khi làm một cứu một người còn hơn xây bảy cái tòa tháp mà. Vậy nên là quý vị nhớ, nên làm nhé, nên làm. Như bác cho tiền là đúng ấy, nhưng mà không biết tâm thế của bác thế nào. Nhưng mà các bác cứ thoải mái thì vui vẻ đi thì tự nhiên cái điều vui vẻ sẽ đến với mình. Đó, biết đâu có một vị tiên nào đó lại gì hạ phàm, giả làm người ăn mày thì sao? Đúng không ạ? Mà các bác cho thì tự nhiên cả năm có lộc và sau đây thì tử thông sẽ chia sẻ một số cái ý kiến cũng như là một số cái câu chuyện về cái tục lệ sâu nhà đầu năm và nên chọn trẻ nhỏ người già hay người ăn xin đến trong nhà thì sẽ như thế nào đó và những cái điều kiêng kỵ trong cái năm mới và điều nên làm cho năm mới để quý vị có một năm bình yên may mắn tài lộc dồi dào đó à, sau đây là những cái chia sẻ của tử thông về cái vấn đề này nhá để quý vị có thể có cái góc nhìn tốt hơn sâu sắc hơn về cái việc là người ăn xin ông ăn xin ông ăn mày đấy đến sông nhà đầu năm thì có tốt hay là không à, thưa quý vị nói chung cái cốt lõi ý nghĩa thực sự của tục lệ sông đất đầu năm ấy là cái khát vọng mong những điều tốt lành mang những điều may mắn nhất hạnh phúc nhất đến với gia đình nói chung là chúng ta cũng khó có thể tìm ra được cái lịch sử của cái tục lệ này là nó đến từ khi nào à, chúng ta chỉ biết rằng là từ lúc mở mắt ra cha sinh mẹ đẻ thì cái tục lệ này đã có rồi đúng không ạ và lớn lên thì chúng ta cũng đã thấy đã biết là cái tục lệ này và chúng ta cũng làm theo một cách là vô hình đó, lúc bé đi nhặt đền xì đó, thì lớn lên thì cũng phải lì xì cho người khác đấy là cái điều đương nhiên đó nói chung ấy cái, cái 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 cái, tục lệ sông nhà đầu năm lì xì sì đầu năm thì nó là một cái phong tục hầu hết ở cái dân tộc phương đông và là một cái nền văn minh lưu nước, nước thì đều có ở việt nam trung quốc và một số các quốc gia khác đó nói chung ở nước ta thì thời hồng vương theo lịch sử thì thời hồng vương đã có cái tục lệ này rồi và đây được coi là một cái mỹ tục là một tục lệ đẹp đó cái việc sông đất hay còn gọi là sông nhà ý, là cái việc vào cái giờ đẹp của ngày đầu tiên cho năm mới Có một người đàn ông ở ngoài cửa bước vào Chúc gia chủ những điều tốt đẹp nhất Ăn nên làm ra, sức khỏe, phúc lộc dồi dào Thành công và thành đạt Đấy Nếu mà nhà có trẻ con ấy, thì họ đến họ sẽ mừng tuổi cho chúng Bằng những đồng tiền lẻ Và được cho vào một cái phong bì đỏ tươi Chủ nhà sẽ đáp lễ bằng những lời chúc tốt đẹp nhất Lời mời có cánh, là chào có cánh và không thể thiếu cái việc mời một chén rượu đầu xuân để mang lại may mắn tài lộc cho cả gia chủ và cho cả vị khách đến trong nhà như vậy người sông nhà thì không cứ phải là khách mà có thể là người trong nhà. À trước sau thừa đi lễ chùa Hải Lộc du xuân ở đâu đó sau sau thừa về chính nhà mình để sông đất và cái video vừa rồi thì tử thông cũng có chia sẻ một gì về những cái tuổi nhá thì cái việc tự sông nhà mình ấy thì cũng có những cái tuổi hợp cũng có những cái tuổi xung thì quý vị có thể lên kênh đạo sĩ tử thông để xem về những cái video về những tuổi nào có thể tự sông nhà cho mình được và những tuổi nào tự cấm tự sông nhà thì quý vị có lên kênh đạo sĩ tử thông để theo dõi nhé cái điều cơ bản nhất quan trọng nhất là gì của việc chọn tuổi sông nhà ấy là gì có khẩu quyết là gì chi hợp tuyến niên can hợp mệnh tài quan ấn phúc nhập nội đường thiên tăng tuyến nguyệt nhân tăng thọ xuân mãn cản khôn phúc mãn môn đó vậy nên là điều cơ bản nhất quan trọng nhất là phải hợp tuổi và không bị xung tuổi với thái tuế và tâm tính của người đến sông nhà nó phải là gì phải là đôi khi gia chủ phải có lời trước Trước đó, có khi là cả vài tháng hoặc là gì, trước đó vài ngày. Vì một quan niệm từ rất lâu ấy, cho rằng cái cái chuyện sông nhà đầu năm ấy mang cái tính quyết định mọi việc trong năm của cái nhà đó. Chữ sông ở đây có nghĩa là chữ tiến, tiến đến. Thì ngày xưa vẫn dùng cái ngữ cảnh sông lên hay là sông vào đấy, tức là sông nhà là gì? Tiến lên, tiến lên. Và cũng không có một cái văn bản. Nói chung là đây là một cái văn bản bất thành văn trong cái việc chọn người sông đất sông nhà trên các tiêu chí về sức khỏe này thì phải khỏe mạnh đúng không? ít đau ốm, thần sắc phải tươi tỉnh nhanh nhẹn, hoạt bát. Về gia cảnh thì vợ con phải đuổi hòe, đủ cái trai đủ cái gái thì càng tốt. Và người đó phải ăn nên làm ra. Về địa vị xã hội thì người này phải được nể trọng, phải đáng là tin cậy. Đó, còn về tính cách thì phải sở lời đúng không? Là gì? Đôn hậu và thương người hay giúp đỡ người khác. Các tiêu chí mềm này thì có thể là gì? Nó không được hoàn mỹ, nhưng mà ít nhất thì cũng phải là cũng gọi là chấp nhận được. Đó, những tiêu chí ấy, cứng thì cái tiêu chí cứng ấy, để chọn tuổi trong nhà ấy, thì là gì? Nó phải hợp tuổi, hợp mệnh là cái điều bất di bất dịch. chứ ông tuổi tý ông không thể chọn tuổi ngọ trong nhà được. Đó, cái điều đó nó, nó nói chung là nó vô lý và tôi chưa thấy ai làm được đó cả. Đó. và những người tuổi ngọ thì không thể chọn người tuổi tý cũng như là người tuổi dần thì không chọn người tuổi thân người tuổi thân thì không chọn người tuổi dần Đấy, người tuổi Mão thì không chọn người tuổi Dậu và người tuổi gì? Tuất thì không chọn người tuổi Thìn, người tuổi Tỵ thì không chọn người tuổi Hợi. Đó, đó là cái quan hệ tứ hành xung mà chúng ta nên chọn. Đó, quý vị nhớ nhé, dần thân Tỵ Hợi, tí ngọ Mão Dậu, Thìn Tuất Sửu Mùi là chúng ta sẽ không chọn vì nó là tương xung. Đấy thì cái địa chi xung tuổi với chủ nhà, thứ nhất là gì? Địa chi mà xung lưu niên thì chúng ta không chọn. Ví dụ năm 2024 năm giáp Thìn đây ấy, thì là năm Thìn đúng không ạ? Năm Thìn thì có năm tuổi chúng ta không chọn. Thứ nhất là tuổi Thìn là bị gì? Trực thế tuế thứ hai là tuổi Tuất bị xung thái tuế thứ ba là tuổi gì Thìn Tuất, thứ tu, tứ tu, tu, xíu là bị phá thái tuế tuổi Mùi bị hình thái tuế và tuổi Mão thì bị hại thái tuế đấy thì năm cái tuổi đó chúng ta cũng chọn nhé đó đó là năm năm, năm Thìn còn chọn với hợp mệnh tuổi gia chủ thì chúng ta cũng chọn lục hợp nhị hợp đúng không ạ ví dụ như những người tuổi Tý có thể chọn những người tuổi xíu đấy, tuổi Dần thì có thể chọn những người tuổi, tuổi Hợi đúng không ạ hoặc tuổi đường ngọ tuổi Tuất vân vân đấy thì những cái đó điều đó thì từ thông đã chia sẻ cùng quý vị ở cái video là những tuổi xung nhà rồi quý vị thể rất là 8 tuổi xung nhà đẹp trong năm 2024 nó rất thìn để biết được. Bên trên cạnh đó thì người ta cũng chọn những người mà có cái ngũ hành hợp mệnh với gia chủ. Ví dụ gia chủ mệnh thổ thì sẽ chọn người mệnh hỏa, đúng không? Mệnh hỏa hoặc là gì? Mệnh thổ hoặc mệnh kim. Kiểu vậy đấy, để chọn được tương sinh thì là tốt. Cái điều này nó không hề duy tâm mà thực sự là duy vật, biện chứng. Cái khoa học tâm lý thần kinh hiện đại cũng chứng minh mỗi người đều có một có một cái trường năng lượng riêng có hút và có đẩy theo một cái quy luật nhất định tức là gì có tương sinh hoặc là tương khắc gần gũi với cái chuyện sông nhà của năm là cái chuyện gì đón vía của cái ngày đó, đó. và của cái ngày trước và cả ngay bây giờ à, trước khi mà đi làm cái việc quan trọng ấy thì người ta cũng thường là chọn người gì mọi người vía vía tốt ấy để đón đường đó và đó cái người vía tốt đón đường là cái người đầu tiên mà chúng ta gặp đấy để gì để mang lại cái may mắn thì người này hẳn nhiên là người con trai và có cái tiêu chí là gì gần giống với những người trong nhà à, nhưng mà ấy, cả sông nhà và cả những người đón vía thì nếu mà chọn ngẫu nhiên gặp được một bé trai khỏe mạnh nhanh nhẹn thông minh và là thực sự là tốt vì trẻ em luôn là cái biểu tượng cho sự trong sáng sự thánh thiện và cái sự phát triển đi lên Đấy. À, trong truyền thống của người việt ấy, yêu trẻ thì trẻ đến nhà kính già thì già để tuổi cho Đấy. vậy nên quý người thì tự nhiên Đấy. cái người sẽ quý lại và những điều may mắn tốt lành sẽ đến. À Sông nhà hay đón vía cũng là một cái hy vọng là được mọi việc hanh thông. À, trong tâm lý thông thường ấy, thì nó những khát vọng gặp gỡ, nâng đỡ đã là một cái niềm vui rồi. Chưa biết được cái mục đích chuyến đi thành công thế nào, nhưng mà ấy, đã có người gì ra đón vía trước, người chúc đó, thì cũng tự nhiên cảm thấy vui và gì. Kể cả cái chuyện đó thì chúng ta cũng đã rồi, đã cảm thấy là gì, cái may mắn đến với mình rồi. Và cái sự tự tin đó nó sẽ kéo theo cả tháng cả năm và nó sẽ giúp cho quý vị và gia chủ có được một cái năm bình yên may mắn. À, tử thông cũng chia sẻ một câu chuyện chuyện kể trước trước năm 1945 ấy thì có một nhà tư sản đốt pháo đón giao thừa. À, đúng lúc ấy một bầy trẻ ở phố nó xông vào nhặt pháo, nhặt cái pháo lép, ấy, cái cái, 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 cái quả pháo xịt ấy. Ngày xưa thì hội trẻ hay có, bây giờ thì không 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 được nhặt nữa. Thời bọn tôi là vẫn được đi nhặt đi nhặt pháo đấy, nhặt quả pháo để đốt lại. Đấy, nó rơi ra nó không nó không cháy ngoài nó rơi xuống ấy. thì nhặt cái pháo này để đốt lại. Thì chủ nhà cái ngắn ngẩm thất vọng là sẽ có một năm lụi bại vì là sông nhà là những đứa trẻ con nhà nghèo thậm chí là ăn mày à, nhưng ngược lại với suy nghĩ của chủ nhà thì suốt cái năm ấy cả gia đình ông thì đều làm ăn tốt đẹp ông đem cái chuyện này kể với một cái nhà tử vi nổi tiếng thì biết đó là cái điểm may mắn đầu năm năm sau ông cũng chủ động mời những đứa trẻ đó đến sông nhà và cái hiệu quả thì vẫn được như ý đó nói chung ấy thì ra cái chuyện sông nhà không phải cứ cố ý là được như ý đấy có cái chuyện mà nó còn phụ thuộc về cái nhân duyên nữa thế nên mới có cái giai thoại về cụ nguyễn công chứ ấy cụ nguyễn công chứ là cụ sinh năm 1778 nghìn bảy mất năm 1859 thì thời chưa làm quan nhà nghèo mời người sông nhà không được ấy thì ông bèn có câu đối ờ, cụ nguyễn công chứ thì chắc quý vị biết rồi ấy. cụ có rất nhiều thơ ca rất hay đúng không? ông câu đối của ông như sau này chiều 30 nợ réo tiết mù có cảng đạp thẳng bẩn ra cửa sáng mùng 1 rượu say túy lúy giơ tay bổng ông Phúc vào nhà Đấy. Ông lấy cái nghèo để làm câu đối cho vui Rồi bao người nghèo vui lây nhờ cái câu đối của ông Đấy. À, nó còn cho chúng ta thấy là một cái tập tục Đấy. Ai có công nợ gì thì giải quyết trong cái chiều 30 cho nó xong hết đi Đấy. Còn đến đêm giao thừa ngày mùng 1 chỉ là cái chuyện vui, những chuyện lạc quan Bổng ông Phúc ở đây ý, thì có nghĩa là gì? Là cái cách sông nhà ông Phúc là là cái điều lành, là điều tốt đẹp, là cái điều may mắn và trong cái khoa học phong thủy hiện đại ấy, thì nó cũng chứng minh mỗi một mảnh đất, mỗi một cái vùng đất thì có một cái từ trường tốt xấu và cũng hợp với người này và chưa chắc đã hợp với người kia. Cái việc sông nhà sông đất về bản chất là một cái trường năng lượng sinh học mới. Đấy. Không chỉ cho người ở trong cái đất đó mà cái năng lượng này nó còn đến vào cái thời điểm nhạy cảm nhất trong mùa trong năm ấy, đó là cái ngày mùng 1 Tết đêm giao thừa là cái thời điểm chuyển giao giữa mùa cũ và mùa mới năm cũ và năm mới thì lại gì được sự hô ứng, được sự tiếp nhận dễ dàng và nó là sự càng trọn vẹn hơn. À, cũng chính vì vậy mà gọi cái tục sông nhà hay là sông đất là gì? Đều là đúng. À, thêm nữa, theo tín ngưỡng thờ cúng ấy, thì ngày Tết là cái sự gặp gỡ của đại gia đình, cả ông bà tổ tiên, gia tiên về phù hộ cho con cháu và gì cả các gia thần như ông công ông táo thổ địa cũng như là ngày táo phủ thần quân ngày đương niên thái tuế nên người sông nhà đến là có sự chúc phúc cho cả gia tiên, cả gia thần. Lời chúc đầu năm thì luôn được linh thiêng. Đấy. Và vì thế, đấy ai ai cũng đều gì chúc nhau những điều may mắn, tốt lành trong năm mới. Ai ai cũng hy vọng có một năm mới tràn đầy thành công. Và trong năm mới thì người ta cũng kiêng nói những điều gở và nói những điều sai trái. Đó. Thì đó cũng là cái ý thức, cũng là cái khát vọng sâu thẳm của mỗi người chúng ta. Đúng không? À, thì với người Việt chúng ta thì nước chính là cái gì? Cái mô hình mở rộng của nhà. Nhà với nước ghép lại thành gì? thành nhà nước tức là gì nhà với nước là là một cái việc nước cũng là cái việc nhà gắn bó sống chết với ruộng vườn với ruộng đồng nên là gì nhà với ruộng cũng gì cũng đồng nhất với nhau thậm chí ruộng đồng nhất với con người tức là mặt chữ điền đấy thế nên mới có chữ là sông nhà ắt gì sông ruộng sông nước sông đất mà lễ hội tịnh điền ấy là cái sự thể hiện cho cái sự sông đất So trọng nhất đúng không ạ à, thưa quý vị sau ngày mùng 1 tết cha mùng 2 tết mẹ mùng 3 tết thầy và những cái chuyện tế lễ khác ấy thì ngày mùng 7 tháng riêng là tổ chức ngày lễ hội tịch điền, đó cũng hẳn nhiên là vua tức là chủ của một nước ấy, người có quyền cao chức trọng nhất, có uy tín nhất luôn mặc áo vàng, mang hành thổ, ấy. cầm cày tức là gì? là người sông ruộng. À, tương truyền cái lễ hội này do vua thần nông thủy tổ của người việt sinh ra. À, cụ nội của vua hùng khai mở, cũng như là sông nhà để gì bản chất là sông ruộng, à, dân gian còn gọi là gì sông sông đồng đấy. Và tiếng Hán là gì? Hạ Điền Cầu Bông Đó. Mang lại cái khát vọng ấm no của thần ông à, Các thần mây mưa sấm chớp cũng như là các thành hoàng thổ địa Thuận cho việc mưa thuận gió hòa và cho mùa màng bội thu à, Thưa quý vị, vào mùa xuân năm 978 thì vua Lê Đại Hành cài ruộng ở Đoại Sơn Tương truyền là bắt được chun vàng à, Năm 988 vua cài ở Bản Hải thì bắt được chun bạc Vàng bạc chắc là không có nhưng mà thì cái sự thật là khuyến khích nhân dân gắn bó với đất đai và chăm chỉ cày quốc thì sẽ có thành quả vàng bạc. Dù là vua nhưng mà vẫn cầm cày, con trâu đi trước, cái cày theo sau. Hình ảnh này là cái ấn tượng sâu sắc với những người nông dân, với cái nghề nông, đúng không ạ? Về cái sự tôn trọng, quý trọng của con trâu, con trâu là đầu cơ nghiệp cùng với những người sản xuất lúa gạo nuôi sống cái xã hội ngày nay. Thì ngày nay ý, người sông nhà mừng tuổi bằng vàng, bằng tiền, đấy, bằng nhiều tiền, thậm chí là bằng cả đô la xanh nữa, nó nói chung ấy thì tính nhân văn nguyên bản nó sẽ không còn nữa có khi đấy lại là cái sự biến tướng sang một cái lĩnh vực vật chất khác đó à, tử thông sẽ chia sẻ lại cái nguyên gốc của cái việc lì xì đầu năm đó. thì ngày xưa ở hạ giới có một cây đào rất là to là nơi trú ngụ của rất nhiều yêu quái như là hồ ly chuột tinh và ma quỷ vân vân cũng như là các phong hồn thì chúng luôn quấy phá gây hại cho con người nhưng mà bị các thần tiên canh giữ chặt nên là chúng không làm gì được nhưng vào mỗi năm ấy tới cái đêm giao thừa thì các vị tiên phải về trời thiết triều. Được dịp này thì lũ yêu tinh lại tác oai tác quái. Thường lúc giao thừa chúng đến nhà để xoa đầu trẻ con, trêu chọc. Trẻ con đang yên giấc thì bỗng nhiên khóc thét lên sợ hãi. À, các bố mẹ phải thức cả đêm để canh. À, lúc ấy có mấy vị thần tiên đi tuần bắt gặp được, hiểu rõ các ngọn ngành nên các ngài biến hóa thành những đồng tiền vàng bạc nằm bên cạnh trẻ con. Yêu tinh đến thì thấy đồng tiền nó lóe sáng, làm chúng sợ hãi mà bỏ đi. Từ đấy Tết đến thì người lớn thường bỏ tiền vào trong cái phong bao lì xì đỏ để tặng cho trẻ nhỏ để tránh yêu ma. Thì đấy là tiền mừng tuổi, mong muốn chúng gì hay ăn chóng lớn, học hành giỏi giang, tránh mọi cái điểm giữ, đón mọi cái điểm lành. À, thưa quý vị, thì với cái quan điểm đó thì ngày nay người lớn có cần phải hay ăn chóng lớn đâu ạ, mà cần phải mừng tuổi đúng không ạ? À, người được mừng mà nhận thì cũng là vô duyên và tự coi mình là trẻ con. Nhưng mừng tuổi người già thì là đúng vì là gì? một già một trẻ bằng nhau nên là mừng tuổi người già để họ gì có thêm phần vũ khí để chống lại yêu tinh và chống lại cái sự ốm đau bệnh tật cũng mong là cầu phúc cho họ được khỏe mạnh sống lâu trăm tuổi đó đó là cái tục lệ mà sông nhà sông đất vậy thì với cái sự tích như vậy và với cái việc sông nhà sông đất như vậy thì theo quý vị mùng mùa tết ông ăn mày đến sông nhà tốt hay xấu tốt xấu gì không biết nhưng mà họ đến nhà thì cũng là khách đúng không ạ mà khi khách đến quý nhân đến những người bần tiện đến thì chúng ta cũng nên là tiếp đón đó nếu mà ấy, không mời họ vào nhà uống nước được ăn bánh được thì cũng gì lì xì cho họ để đầu năm đấy hên và quý vị hãy tỏ ra một cái thái độ vui vẻ đấy khi chúng ta cho đi với cái thái độ vui vẻ thì vũ trụ cũng sẽ đáp lại chúng ta với cái thái độ vui vẻ và những cái thành quả lớn hơn đó à, Đức Phật cũng dạy là gì tu nhân tích đức hành thiện thì quý vị đã làm được một điều thiện rồi giúp đỡ được người khác trong cái lúc nguy nan cũng là một cái điều đáng quý À, tuy nhiên cái trường hợp ăn xin biến tướng thì không nói nhá. thì đấy là cái điều mà chúng ta phải lên án phải lên án lại còn đến nhà còn dắp năm bảy ông nữa đến thấy chưa rồi còn dắp năm bảy người đến nữa thì thì chịu đúng không ạ thì đấy là một cái điều đáng lên án đấy, thì quý vị cũng cần phải xem xét à, thưa quý vị như vậy là tử thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về ông ăn xin đến sông nhà mùng 1 tết tốt hay xấu và quý vị nên làm gì à, rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi À, quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo à, xin cảm ơn